Bitcoin tiếp tục chơi trò mèo vượt chuột với mốc 100.000 USD khi thị trường tiền điện tử tăng trưởng trở lại sau đợt cú sập gần đây. Trong khi đó, sự chú ý đổ dồn vào quyết định đầu tư táo bạo 50 triệu USD vào Bitcoin của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc SOS Limited và động thái chiến lược của Nga khi thông qua luật thuế mới cho ngành khai thác crypto. Tại Mỹ, chính quyền Trump cũng đang chuẩn bị một cuộc cải tổ lớn với ứng viên mới cho ghế chủ tịch Ủy ban chứng khoán SEC có thể định hình tương lai ngành tài sản số. Ở một diễn biến khác, P-Network một lần nữa khiến cộng đồng tranh cãi khi gia hạn thời hạn KYC đến cuối năm 2024, hé lộ những nỗ lực cuối cùng trước ngày Open Mainnet. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. BTC đã bật tăng trở lại trên 96.000 USD và chạm đỉnh cục bộ tại 96.637 USD vào đầu ngày hôm nay, đánh dấu sự phục hồi sau đợt thoái lui mạnh mẽ trong tuần, khiến nó trượt khỏi đỉnh lịch sử gần 100.000 USD. Tuy nhiên, tính đến chiều nay, BTC đã tạm thời lùi về quanh 94.980 USD, nhưng vẫn tăng gần 2% trong ngày. Trước đó, BTC đã giảm xuống mức thấp nhất trong tuần tại 90.784 USD sau khi đạt mức kỷ lục 99.768 USD. Dù vậy, triển vọng chạm mốc 100.000 USD trong năm nay vẫn rất khả quan, khi tài sản này đã tăng 126% từ đầu năm. ETH cũng ghi nhận mức tăng mạnh, phá vỡ ngưỡng 3.500 USD và đạt đỉnh cục bộ tại 3.684 USD vào đầu ngày hôm nay, đánh dấu mức cao nhất trong 5 tháng qua. Thị trường altcoin sôi động không kém, với ENS của Ethereum Name Service tăng hơn 50% trong ngày và gần 96% trong tuần. Các token như UNI, XLM, STRK, PP cũng đồng loạt tăng trưởng trên 10%. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ điều chỉnh nhẹ với S&P 500 giảm 0,38%, chấm dứt chuỗi 7 ngày tăng. Sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE, thước đo lạm phát yêu thích của Fed tháng 10 tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đúng với dự báo của Dow Jones, Hoa Kỳ đã công bố tăng tỷ lệ GDP thực tế theo quý hàng năm trong quý 3 là 2,8%, khớp với mức dự kiến. Nối tiếp sự tham gia của các ông lớn vào thị trường tiền điện tử, SOS Limited, công ty công nghệ và khai thác dữ liệu hàng đầu Trung Quốk, vừa công bố khoản đầu tư chiến lược trị giá 50 triệu USD vào BTC nhằm đa dạng hóa tài sản và tận dụng tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của đồng tiền kỹ thuật số này. Kế hoạch bao gồm các chiến lược mua lại trực tiếp, giao dịch định lượng và chênh lệch giá. Với tầm nhìn, BTC sẽ trở thành tài sản dự trữ toàn cầu quan trọng trong tương lai. Thông báo này ngay lập tức khiến cổ phiếu SOS Limited tăng gần 100%, minh chứng cho sự lạc quan của nhà đầu tư. Chủ tịch kiêm CEO Yandai Wang khẳng định, khoản đầu tư này sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa lợi nhuận dài hạn cho công ty trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Quyết định của SOS Limited hòa nhịp với xu hướng toàn cầu khi ngày càng nhiều công ty đại chúng như MicroStrategy và Marathon Digital đổ vốn vào BTC. MicroStrategy đã tích lũy hơn 16 tỷ đô la BTC chỉ trong năm nay, trong khi Marathon huy động 1 tỷ đô la để tiếp tục mở rộng kho bạc BTC. Theo Bloomberg đưa tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa tiến hành phỏng vấn Paul Atkin, cựu ủy viên Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ SEC để cân nhắc cho vị trí chủ tịch SEC nhiệm kỳ mới. Với kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tài chính và quan điểm ủng hộ đổi mới mạnh mẽ, Atkins được đánh giá là ứng cử viên sáng giá để thay thế Gary Gensler, người dự kiến từ chức vào tháng 1 năm 2025. Atkins từng phục vụ dưới thời Tổng thống George Bush và hiện là nhà sáng lập công ty tư vấn tài chính Potomac Global Partner. Ông nổi bật với lập trường thúc đẩy các công ty fintech và tài sản kỹ thuật số, đồng thời kêu gọi giảm bớt các quy định hành chính rườm rà, xây dựng khung quản lý minh bạch, hiệu quả. Nếu trở thành chủ tịch SEC, Atkins có thể dẫn dắt một cuộc cải tổ lớn, bảo vệ nhà đầu tư nhưng vẫn khuyến khích sự đổi mới trong lĩnh vực tài sản số. Chính quyền Trump cũng đang tái định hình chính sách crypto từ việc tăng cường quyền lực của CFTC đến lập quỹ dự trữ Bitcoin quốc gia. Đội ngũ nhân sự cấp cao mới gồm Elon Musk và Robert F. Kennedy Jr. đang thể hiện tầm nhìn cấp tiến, hứa hẹn đưa nước Mỹ trở lại vị thế trung tâm toàn cầu của ngành tiền điện tử. Thượng viện Nga Federation Council vừa chính thức phê duyệt dự luật quan trọng về điều chỉnh thuế đối với các giao dịch và hoạt động khai thác tiền điện tử. Đây là bước cuối cùng trước khi dự luật được Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành thành luật. Dự luật này mang lại những thay đổi lớn trong chính sách quản lý crypto tại Nga.
Theo đó, các giao dịch tiền tệ kỹ thuật số sẽ được miễn thuế giá trị gia tăng VAT, trong khi thu nhập từ giao dịch sẽ chịu mức thuế tương tự như giao dịch chứng khoán. Với thuế suất thu nhập cá nhân tối đa là 15%, những sửa đổi này do chính phủ đề xuất đã được Hạ viện Nga State Duma thông qua trước đó một ngày. Đặc biệt, các nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng khai thác crypto sẽ phải cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan thuế. Thu nhập từ khai thác sẽ bị đánh thuế theo giá trị thị trường tại thời điểm nhận. Đối với các cá nhân chưa đăng ký, chính phủ giới hạn tiêu thụ điện cho khai thác BTC ở mức 6.000 kWh mỗi tháng. Với động thái này, Nga đang thúc đẩy mạnh mẽ việc hợp pháp hóa và siết chặt quản lý crypto, vừa tạo môi trường minh bạch, vừa đảm bảo kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực này. Quyết định gia hạn thời hạn ân hạn KYC đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Pico Team đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trong cộng đồng P Network. Theo thông báo mới nhất, việc kéo dài thời hạn ân hạn KYC trùng với hạn chót di chuyển mainnet là kết quả của quá trình cân nhắc kỹ lưỡng trước những thách thức hiện tại trong việc xác minh danh tính của mạng lưới. Một số pioneer tỏ ra thất vọng bởi quyết định này có thể kéo dài thêm thời gian chờ đợi Open Mainnet, cột mốc được kỳ vọng sẽ diễn ra vào cuối năm. Tuy nhiên, không ít pioneer lại coi đây là cơ hội để dự án hoàn thiện, không chỉ trong việc xử lý KYC mà còn trong việc đảm bảo tính công bằng và an toàn cho toàn bộ hệ sinh thái. Hệ thống KYC gần đây cũng đã được cải tiến với các thuật toán mới giúp quy trình xác minh trở nên hiệu quả và suôn sẻ hơn. Điều này cho thấy nỗ lực không ngừng của Pico Team nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho các thành viên và xây dựng nền tảng vững chắc cho sự kiện Open Mainnet. Mặc dù còn nhiều tranh cãi, quyết định này một lần nữa khẳng định mục tiêu dài hạn của P Network, xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ, nơi mọi thành viên đều có cơ hội tham gia và đóng góp trước khi chính thức bước vào giai đoạn mở mạng với sự sẵn sàng cao nhất. Thị trường tiền điện tử chiều nay đã cho thấy sự phục hồi. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18:30 là 3.438 tỷ đô la, tăng 1% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 95.000 đô la, tăng 1,5% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 3.604 đô la, tăng 4,5% giá trị trong ngày. Binance Coin giao dịch tại 658 đô la. CryptoVan xin cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.